Trong lô hàng hôm nay thì Thắng Hùng muốn giới thiệu đến các bác riêng một em giải mã này. Em này thì không phải là hàng đắt tiền. Tuy nhiên thì cái gọi là cái DA của nó em đánh giá rất là cao con này. Về cơ bản thì nếu anh em chơi thì anh em chỉ biết là cắm tivi đường quang xuống con giải mã rồi nó ra tiếng là ok. Đấy. Còn với con này thì em test nhiều và em thấy con này nó rất là ưu việt. Ở chỗ này em giải thích cho các bác nhé. Đây là một con giải mã Sony dòng GE700. Đây. Con này thì không phải là mỗi em có mà vô vàn nhiều shop có. Giới thiệu để các bác hiểu được nó thôi. Còn các bác có thể mua ở đâu cũng được. Đấy. Cứ miễn là gọi là xem và quan tâm đến kênh, like, subscribe kênh của em là ok rồi. Đấy. Còn về cái việc thương mại thì nhiều khi nó còn mang tính chất là duyên. Hợp duyên thì anh em đến với nhau. Đấy, còn đã làm thương mại thì ai cũng có lãi. Và cái sản phẩm làm thương mại kiểu như thế, hàng bãi như thế này thì đơn giản thôi là rất nhiều người làm, không phải một mình em độc quyền. Đấy, về chiếc này tại sao em nói nó hay? Bởi vì chính cái công nghệ Wide Stream này ấy, thì nó làm cho cái con DA này nó làm con nó có cái độ biến thiên rất là tốt trong cái việc giải mã. Đấy, như các bác biết thì bây giờ tín hiệu các bác nghe trên YouTube thì các bác nghe thường là nghe từ TV, và chất lượng nhạc ở trên YouTube thì nó cũng rất là vô cùng nhiều, vô cùng luôn. Có những cái nhạc là nhạc vi tính, có những cái nhạc người ta rất là trau chuốt, nói chung là nhiều kênh. Do đó thì cái chất lượng của nhạc xuất âm ra nó cũng khác nhau. Nếu mà một con giải mã mà nó cứ ấn định là giải mã ví dụ là 12 bit, 16 bit, 18 bit, 24 bit chẳng hạn, nôm na như thế, thì em có cảm giác là nó hơi bị cứng. Còn em này nó là cái công nghệ Wide Stream này thì nó làm cho cái nó phù hợp với các cái dòng nhạc luôn. Nó phù hợp với các, quên, không phải dòng nhạc mà nó phù hợp với tất cả những cái nguồn phát nhạc ở trên YouTube. Tùy đưa vào nó giải mã, nó lựa, nó cái này nó là biến thiên, nó phù hợp với từng các cái suất âm của từng cái kênh người ta phát lên. Do đó nó DA làm cho cái chất lượng nó tương đối là phù hợp, nó phù hợp với cái nguồn đấy. Chứ nếu mà nguồn mà nó kém quá mà giải mã mà cố đưa nó lên nó cao thì nghe nó sẽ bị không được chuẩn. Thì con này nó có một cái đấy, em nghe và em đã test con này với một số em DA cao cấp hơn rất nhiều, nhưng mà em vẫn đánh giá cao cái này. Em này là một em giải mã nhé các bác nhé. Wide Stream. Bây giờ nếu mà các bác đọc được cái dòng chữ này ở những con giải mã khác mà các bác thấy, mà các bác nghe thử các bác sẽ thấy. DA computer, computer nó là chuyển đổi tín hiệu từ digital sang analog. Đây, cái cụm từ viết tắt này các bác chơi thì các bác sẽ hiểu. Chữ D là viết tắt của digital là tín hiệu số. A là tín hiệu analog, là những cái dây hoa sen bình thường anh em hay cắm ấy. D trên A computer tức là chuyển đổi tín hiệu từ số sang analog. Đấy là mục đích của em đầu này. Đầu giải mã Sony rất là đẹp. Điện 100 nhé các bác nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác. Mọi thông tin chi tiết thì các bác điện thoại theo số máy 098 369 8887. Đấy, để các bác tư vấn cho nó, các bác cho nó kỹ. Rất là đẹp luôn. Đó. Cực đẹp. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác. Kính chúc các bác có nhiều niềm vui.